Kiện Nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Bà thay đổi ngon nghênh lắm. Nhiều lúc nằm kế bên mà nó giật mình rồi ngồi dậy rồi, ông đi với con nào? Ông đi với con nào? Ông đang ngủ với con nào? Mình ngủ với bà đó. Ẩm lỡ mình mạnh tay thì nó móp sọ. Mà mình không đỡ cái tay thì nó gãy cổ. Mà ẩm thấp thì coi sao được, không biết làm sao, nó cứ trăn trở đó rồi. Nghe nói là khi sinh con ra là tắm tắm bia. Điện hỏi mẹ có mua bia không mẹ? Mua xong vô bác sĩ chữ quá trời chữ. Trời ơi là trời, nó không có tốt da em bé. Bia bây giờ nó có cồn có đồ này kia mà tắm nhà em bé sao được? Tắm được không? Không cần. Rồi thế là đem về nhà uống cho làm gì? Đem về nhà uống cho làm gì? Ngọc Trai xin chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Các Ông Bố Nói Gì đã phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và Ngọc Trai cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Kiện Nhi Offshore trị chứng biếng ăn, chán ăn do tiêu hóa kém, đổ mồ hôi trộm. Đây là một sản phẩm công ty cổ phần dược phẩm OBC đã tài trợ chương trình này và tài trợ phải gọi là rất là hào phóng đó Tân ạ. Và một lần nữa thì Thanh Tân xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được trò chuyện với lại một người anh, một người đồng nghiệp, phải gọi là có thâm niên trong nghề. Đúng. Người này tôi biết. Đúng vậy. Người này cũng rất thân thiết với tôi. Ồ dạ. Ngày xưa diễn hàng tuần là gặp hàng tuần hàng ngày. Và khách mời ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ Lê Khâm. Dạ, lời nói đầu tiên cho Lê Khâm gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Anh biết tin chị nhà mang thai á thì là cảm xúc của anh lúc đó như thế nào? Khi mà mình biết cái thông tin là bà xã có thai á, thì nó cũng không có nằm ngoài cái dự toán của mình, cho nên mình không có bất ngờ lắm. Nhưng mà mình tất nhiên khi mình có một cái biến động, một cái điều mới mẻ trong gia đình thì tất nhiên là niềm vui là đầu tiên. Sau đó, sau cái niềm vui là cái sự lo lắng. Lo là gì? Khi con mình sinh ra đó được cái gì? Và sẽ phải như thế nào để cho mình được có một đứa con nó trọn vẹn. Thì mình chỉ biết là bây giờ cố gắng làm sao đi làm, đi bào, có tiền để rồi lo cho gia đình, lo cho vợ, cho con bằng hết sức của mình. Thế là được rồi. Trong cái lúc mà là chị nhà đang mang thai á, thì chị có hay ốm ngén hay là có thay đổi tính tình gì không anh? Có chứ. Trời đất ơi, cái vụ gì chứ, cái vụ thay đổi là nhiều lắm. Còn ốm ngén thì ba không phải là ốm ngén mà đã là mập ngén. Mập sao ba? Người ta ốm ngén là người ta hay ói hay ọe rồi hay này kia khó ăn. Nhưng mà bà xã anh được có con cái là bà ước gì bà có bầu miết luôn. Bà ước gì bà có bầu miết luôn. Là để bà được ăn hả? Ồ, vậy là chị nhà kiểu như là khi mà có bầu là tự nhiên cái miệng cảm giác ăn rất là ngon. Ăn ngon lắm. Nó cho nên là cứ ăn nhiều như vậy. Đúng rồi. Vậy thì chị nhà có thay đổi tính tình không anh? Có. Bà thay đổi ngon nghênh lắm. Nhiều lúc nằm kế bên mà nó giật mình rồi ngồi dậy rồi, ông đi với con nào? Ông đi với con nào? Ông đang ngủ với con nào? Mình ngủ với bà đó. Có nhiều cái nó biến đổi lạ lùng lắm. Nói chung là mình cũng hiểu cảm giác là cái người phụ nữ khi mà có bầu vô đó thì cái thai nó lớn lên từng ngày. Rồi đứa con mình trong bụng nó sẽ lớn lên từng ngày. Ủa hồ chị bà giác miết 9 tháng 10 ngày một đứa con trong bụng. Mà nó lớn mỗi ngày rồi nó quậy mỗi ngày. Rồi nó khó chịu, nó thay đổi đủ thứ á. Thì hiển nhiên là phải thay đổi. Những người đàn ông mà tâm lý thì biết là vợ mình cần gì, vợ mình muốn gì, con mình như thế nào, gia đình mình đang ra sao. Thì mình sẽ gánh được phần rất là nhiều cho vợ thì vợ đỡ khổ. Còn ví dụ như vô cảm vô tâm như anh đó, thì vợ anh gánh hết. Tội lắm. Cái lúc bình thường đã cực vậy rồi chứ đừng nói chỉ là đang mang thai. Bụng là ngày càng thè lè ra. Rồi cái tâm lý mệt, rồi bực dọc. Rồi bên cạnh đó là gì? Đa nghi đa đoan là đúng. Tại vì có bầu làm biến đi đâu. Rồi chồng có chở đi cũng lười đi. Không đi thì ở nhà suy nghĩ mình lo cho ông đẹp, lo cho ông sạch sẽ rồi bắt đầu ông ra ngoài. Nhưng mà ông gặp ai? Ông gặp ai, ông đi đâu, ông làm cái gì? Những câu hỏi đó luôn luôn nằm trong đầu của những người có mặc cảm về ngoại hình giống như bà xã đang có bầu.
chị nhà sanh dễ không? Và trong cái khoảng thời gian mà là chị nhà sanh đó là anh ở bên cạnh hay là anh phải đi công tác? Lúc sanh thì anh phải ở nhà rồi. Còn cái việc mà sinh của vợ anh thì nó cũng không giống người ta. Người ta là tới ngày trở dạ, tới ngày phải đau, tới ngày phải quằn. Giờ anh được cái là không đau, không quằn, không trở dạ. Nhưng mà không được cái là gì mình lo. Không có cái một cái biến chứng gì, không có một cái gì thay đổi hết. Vậy là tới ngày bác sĩ kêu là dự sanh mà chị cũng không có triệu chứng gì luôn? Không luôn. Và đi khám định kỳ thì là thằng bé nó cứ nằm thế. Thằng bé nó cứ nằm thế và cái đầu cứ ở trên như thế. Không trở đầu, không quay đầu. Và tới ngày rồi, cũng hy vọng một ngày nào đó thì nó sẽ quay đầu. Và anh và thấy bà xã anh vui lắm. Nhỏ không quay đầu mà thấy bà quay đầu hoài. Bà trồng chuối. Bà trồng chuối cho nhỏ quay đầu. Đêm nào về không thấy bà trồng, nhưng mà thằng nhỏ không quay đầu. Rồi bác sĩ dự sanh là thứ sáu. Thứ sáu, nhưng mà chờ tới thứ sáu không thấy, không thấy thay đổi gì. Thứ bảy không thấy thay đổi gì. Thế là quyết định chủ nhật. Chủ nhật xuống đi mổ. Khi mà vô bệnh viện rồi mình trấn an tinh thần mà nói là không gì phải lo cả. Mình mà lo là vợ mình lo hơn. Rồi tinh thần mình bất ổn là vợ mình sẽ bất ổn hơn. Cho nên phải bình tĩnh. Là vô trời cái mặt nó không còn chút máu nào hết. Nó rung mà rung cái lưỡi chứ không dám rung ra cái môi. Không dám luôn. Đó, rồi ra cái bắt đầu ngồi ghế đá cho bác sĩ đâu có cho vô phòng. Ngồi ghế đá chờ. Rồi mẹ sai gì làm đó. Đó rồi nghe nói là khi sinh con ra là tắm tắm bia cho da đẹp, cho da mướt mượt, cho sạch da em bé. Thế là điện hỏi mẹ có mua bia không mẹ, thì mua đi theo kiểu truyền thống mà mua ra mua xong vô bác sĩ chữ quá trời chữ. Trời ơi là trời, không có tốt da em bé. Bia bây giờ nó có cồn có đồ này kia mà tắm da em bé sao được, không được, không cần. Rồi thế là đem về nhà uống cho làm gì, đem về nhà uống cho làm gì. Cái cảm giác của anh khi mà lần đầu tiên anh được bế con trên tay là như thế nào? Run lắm. Thứ nhất là mình sợ nó té. Tại vì mình chưa biết cái trọng lượng của nó thế nào. Và mình không biết ẩm nó làm sao thì nó mềm như cọng bún, nó mềm như một cái, nó mềm như cái cục bột vậy đó. Mình ẩm lỡ mình mạnh tay thì nó móp sọ. Mà mình không đỡ cái tay thì nó gãy cổ. Mình không đỡ cái lưng thì nó gãy lưng. Mà ẩm ngửa thì không biết nó té, nó rớt xuống thì chấn thương. Mà ẩm sấp thì coi sao được, không biết làm sao. Nó cứ trăn trở mà cứ đỡ mà ẩm không dám ẩm, mà bồng dám bồng mà để không dám để. Giờ nhìn bà xã bà ẩm, nhìn mẹ ẩm, thấy ẩm sao gọn quá. Rồi bắt chước để cái tay rồi cũng bắt chước để về cái đầu ẩm. À hiểu rồi, để nó gối trong này thì nó êm, cái con chuột của mình nó êm nè. Cái đầu nó êm nè, chỗ này nó gánh được nè, cái tay mình để ở đây, cái tay ở đây nữa an toàn. Thế là bắt đầu là ẩm được. Mà sau đó không dám ẩm nữa, sợ. Cũng vài tháng sau mới ẩm. Thứ nhất là mình đi công việc, thứ hai nữa là về cái là trễ rồi con ngủ. Mình còn không dám động, chỉ có trộm hung và trộm cưng vậy thôi. Trong cái lúc mà là chăm sóc bé thì là anh có sự trợ giúp của gia đình hai bên đúng không ạ? Đó, nói chung có chứ, mình không có thì mình cũng biết càng, mình không biết làm gì cho nó tốt nhất cho con. Phải có chứ, con không có thì mình phải hỏi. Phải trời ơi, kiến thức làm cha nó rộng bao la. Còn kiến thức làm mẹ thì ô cha, chắc nó bao la hơn cha nữa. Đó, nhưng mà khi mà có con rồi đó, anh tìm hiểu trên báo mạng, anh tìm hiểu trên những người có kinh nghiệm thâm niên trong cái nghề làm cha đó. Thì mình cũng nói chuyện thì cũng góp ý mình rất là nhiều. Xong về mình làm láo với vợ mình chứ. Về làm láo, thể hiện em muốn có sữa cho con là em phải nấu cái này ăn nè, đủ đủ nè, em hầm với đuôi heo nè, với móng heo nè. Đó, những cái này ăn vô là có sữa cho con tốt lắm đó. Xuống dở cái nồi ra ăn đi. Em đã làm rồi đó, biết rồi. Thực ra mà nói cái vấn đề mà là chúng ta sợ nhất ở trong gia đình đó, khi mà là phụ nữ mà vừa mới sanh xong, đó chính là trầm cảm sau sinh. Bởi vì là không có sự chia sẻ giữa người chồng và người vợ, hoặc thậm chí là giữa các cá nhân ở trong gia đình. Có bao giờ anh cảm thấy là anh không có dành nhiều thời gian, giống như là trọn vẹn hết những cái gì mà anh mong muốn dành cho vợ của với lại con của anh không? Tại vì quan trọng nhất là thời gian thôi. Có chứ, có chứ. Thật sự cái vấn đề này là ai khó trả lời cho với anh thì có sao nói vậy. Cái vợ của mình không dành được thời gian để chăm sóc vợ, không có nhiều thời gian để bên gia đình để lo cho con. Mà tất tần tật anh thấy như là đa phần và hầu như đó là con anh được ngày hôm nay thì vợ anh là nhiều. Vợ anh là nhiều, còn bàn tay nhỏ bé lắm.
không có chăm sóc được cho con nhiều như vợ anh. Và anh cảm thấy tại vì sao? Vợ anh chu đáo rồi, vợ anh rất là chu đáo, không phải là mình né đi cái phần của mình, nhưng mà mình vợ đôi lúc cũng biết là mình luộm thuộm, nhưng con thấy mình thể hiện cái sự yêu thương với con, thể hiện sự gần gũi với con, mà anh là anh dở trong cái chuyện là thể hiện tình cảm. Đó, thành ra là thương thì biết lấy mắt nhìn, thương là chỉ biết cảm nghiệm bên trong. Rồi cái mặt đực đây đó không biết làm sao. Còn mà khi mà mình chăm sóc, tính anh cũng hơi kỹ, là gì khi mà đã làm gì cho ai đó hoặc làm gì cho con mình, đặc biệt là cho con và gia đình mình, thì nó phải chu toàn và nó phải perfect. Còn mình làm nửa vời làm tới thì thôi đừng làm. Như thế, cứ như thế mà thấy vợ anh làm cái gì cũng gọn, thấy vợ anh làm gì cũng tốt, thấy vợ anh chăm sóc tốt, thấy vợ anh mọi thứ đều rất là toàn vẹn, nên anh dám đụng vô. Và từ đó làm cho anh trở nên làm biếng. Và mình đụng vô thì mọi chuyện nó không giống ai, nó không ra sao, đổ vỡ rồi, đổ vỡ rồi đó, để rớt đồ này kia đó các kiểu, thôi thôi thì thôi. Mình cũng thôi để chúng ta xả làm. Bây giờ là mình vô tới một cái phần mà là đảm bảo, khi mà anh nói về phần này là về nhà là hai vợ chồng anh đâm sùm hơn nhiều luôn á. Em thích gia đình anh đâm sùm lắm hả? Không phải, tại vì là cái này là cái mục mà là chương trình muốn khai thác đúng không, là vợ tôi vô số tội đó anh. Nói về tội lỗi của vợ mình á, thôi tội lỗi nghe ghê quá thiệt, tội lỗi nghe hơi bị nặng nề. Nói tội thì nặng thiệt, lỗi thôi cho nó nhẹ. Còn vợ mình lỗi gì? Lỗi là hay cãi lộn với mình á. Gây lộn là cái lỗi của vợ thôi à? Hay ra mày hay gì nha, muốn gây lộn là lỗi của vợ mới gây lộn nha. Gây lộn chứ không có bao giờ mà tự nhiên mình đứng ra mình cãi lộn với vợ đâu, không có. Tính ra ở nhà là vợ đang kiếm chuyện đúng không? Kiếm chuyện đó mà, hạt trách gì không biết. Tôi đã mệt, tôi đã lùng một cái hạt trách tôi lớn không nổi. Tôi đã lùng một cái hạt trách tôi lớn không nổi. Rồi nói chung là đa nghi thì cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Vợ thương mà, vợ yêu mà, vợ ghét vậy đó. Còn tất cả em đổ dồn cho anh hết, tất cả em dành cho anh hết, là tại sao anh không rõ ràng với em? Thế là ghen. Ghen là cái lớn nhất mà hầu như người nào cũng có. Tội mình là gì? Mình thiếu sót trong việc chăm con. Mình là gánh vác cho bà xã việc nhà không hết. Nói chung là vô trách nhiệm, nói vậy đi. Có những lúc công việc của mình hay là cuộc sống của mình này kia, mình phải bôn ba nhiều thứ, rồi đâm ra là mình không gánh vác được với bà những cái việc nhỏ, là đâm ra hai vợ chồng phải mâu thuẫn xích mích để cho bà buồn bà giận. Đó là cái lỗi của mình đầu tiên, để cho vợ mình phải hiểu lầm là lỗi thứ hai đó. Rồi mình bất tài khi để cho vợ mình phải thiếu thốn thua thiệt các bạn bè mình, lỗi thứ ba. Còn bây giờ để cho bà hiểu lầm thì nhiều thứ đã phải hiểu lầm đó. Với cái một cái tính cách như anh là anh ít có chia sẻ, anh ít có thể hiện, thì tất nhiên hiển nhiên người ta sẽ phải hiểu lầm rồi, nghĩ là không thương cho nên không nói, hoặc là nghĩ là mình có gì đó giấu nhẹm cho nên là che đậy đó. Hiểu lầm nhưng thật sự mình chả có gì để giấu nhẹm. Rồi mỗi lần mình cãi vã rồi mình không muốn nó phải ồn ào, mình muốn nó kết thúc nhanh, thì biện hộ lý do, tìm cớ để cho nó qua chuyện, để nói vậy là ông này có tập giật mình hay là có cái gì đó che giấu này kia nọ, thì đâm ra là nó để cho vợ mình phải suy nghĩ không hay về mình, gọi là hiểu lầm, rồi để cho buồn lòng vợ mình. Đó là những cái lỗi mà mình thường gặp, thường thấy thôi. Rồi bây giờ là sẽ là một món quà mà chương trình dành cho anh. Có quà luôn hả? Bất ngờ. Có quà đàng hoàng. Em hứa với anh Khâm luôn, tất cả mọi người ở đây đều không biết, chỉ có biên tập biết thôi. Đúng vậy. Kiện Nhi Ốc Xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Nôn nao quá, chờ đợi quá. Có chuẩn bị tâm lý trước rồi. Thấy ai quen không? Chà. Chà. Bà xã tôi lên phim cũng được quá. Được chứ. Trong cái lúc mà mang thai á, thì có những lúc là cái mình cũng bị suy nghĩ nhiều. Nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải suy nghĩ. Với lại công việc, một phần công việc ảnh thì cũng hay đi ra ngoài á. Thì đâm ra thì mình cũng bị hay suy nghĩ. Thì thỉnh thoảng thì cũng có hay cãi nhau. Anh cũng có nói là ví dụ như là ở nhà với mình cãi nhau thì anh sẽ không có suy nghĩ được công việc. Cũng
là từ đó mình cũng hạn chế bớt. Ví dụ như mà có gì đó thì thôi, cứ hai đứa cứ từ từ nói chuyện thôi. Anh bị stress hay bị áp lực trong công việc thì anh sao không có nói với mình đâu. Chắc chắn một điều là anh sao không nói với mình. Tại vì anh sợ mình lo. Tại bản tính của mình đã lo rồi, anh biết bản tính của mình lo rồi. Cho nên là anh sẽ sợ mình lo, mình buồn, mình suy nghĩ. Cho nên là chắc chắn là anh sẽ không nói với mình. Chỉ có thể là mình biết qua một vài người bạn hoặc là qua cái tin nhắn thôi. Nhìn những tin nhắn là thoáng qua cũng một vài người bạn mình thao thoáng qua thôi mà mình biết. Nhưng mà anh hay đi thì mình ở nhà thì cũng chỉ có ông mình là công việc mình cũng giải quyết một mình. Đi làm về thì mình cũng có ông mình. Nói chung là như là mọi thứ mình đều làm một mình á. Thì đâm ra cũng buồn. Nói không buồn thì không phải, nhưng mà thật sự là rất là buồn. Với một người kiệm lời như anh Khâm thì chắc là anh chưa bao giờ nghe vợ anh tâm sự những điều này đúng không? Và khi mà nghe vợ mình tâm sự những điều mà thầm kín như vậy thì anh có muốn nói điều gì với vợ của mình không? Ở thời điểm bây giờ, xin mời anh. Thì hôm nay nghe được cái tâm sự của bà xã thì cảm thấy là những vấn đề bà xã nói, những vấn đề bà xã mong muốn nó rất là đơn giản, mộc mạc, rất là chân tình. Không biết nói gì với bà xã chỉ là cảm ơn. Cảm ơn anh bà xã đã mang thành một đứa bé, đứa con kháu khỉnh. Một đứa con mà trong mơ anh không thấy được. Trong mơ không thấy được. Thật sự mình hạnh phúc vì đứa con á. Lúc mà chưa có con á thì mình cứ nhìn cháu của mình. Anh nhìn cháu, anh nhìn mấy đứa nhỏ, anh nói đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng đẹp trai đẹp gái. Mà mình thì không đẹp.
con vô nhà ba chị vậy. Nhà mình khổ lắm. Con đến với bà mẹ con sẽ khổ. Ước gì ba mẹ có điều kiện một chút xíu, ba sẽ lo tốt cho con. Dạ vì thế mà mỗi ngày mỗi lúc cố gắng mình làm mọi việc không ngồi như lúc trước là vì đam mê. Tất nhiên đam mê thì lúc nào nó cũng sụt sôi trong tim mình, nhưng mà bây giờ mình phải dành bớt cái phần đam mê đó lại cho cái nghĩa vụ làm cha. Sau khi mình lắng nghe những cái điều anh chia sẻ thì là em đã dần hiểu được anh hơn, hay là dần hiểu được suy nghĩ của anh hơn. Em chỉ thấy đơn giản như vậy thôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều quá. Với lại nếu như mà là anh thực sự coi em là một người em á, thì em chỉ có một điều em muốn nói với anh thôi, là anh đừng có tự ti quá về bản thân mình. Tại vì căn bản một điều thôi á, tất cả chúng ta sinh ra đều đã là một cá thể rất là riêng biệt. Tất cả chúng ta đều đặc biệt cả. Nếu như mà là không đặc biệt trong mắt những người đồng nghiệp, những người mà chúng ta quen biết, thì chúng ta đặc biệt trong mắt của vợ con mình. Và đối với lại những người đàn ông của gia đình á, thì là chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nhưng mà khổ một cái, anh lại sống nội tâm và hay suy nghĩ. Cho nên chính vì cái điều đó, nó khiến cho giữa anh và gia đình, cụ thể là vợ của anh á, là đôi lúc nó có một cái khoảng cách mà mình không biết cách nào để mà mình xóa nhòa khoảng cách đó đã. Đang nhớ nhà, đang nhớ vợ con. Ừ, tại vì nãy giờ thấy anh chia sẻ nó cũng đau đớn nhiều thứ lắm anh. Thấy nó đau lòng quá. Đúng vậy. Không biết là mình có hay sai cái gì không ta. Chắc xin chương trình dạy nhà hôn vợ cái chạy lên quay tiếp. Rồi bây giờ là chúng ta phải thay đổi không khí tí xíu đi. Thấy không? Nãy giờ cứ nó trì quá. Trì phải không? Giờ mình chơi trò chơi đi anh. Trò chơi của chúng ta là một cái trò đang rất là hot. Ở trên mạng thời điểm hiện tại, đó chính là nối từ đó anh. Nối từ là sao? Có nghĩa như là em sẽ nói ra một cái cụm từ nào đó, ví dụ như là vẽ vang, xong cái là anh sẽ nói tiếp là vang gì, vang vội rồi đó, như vậy. Vang vội là từ lấy mà. Cái từ nào mà là nó bị vô nghĩa với lại là nó hơi bị vô lý quá là không có được chấp nhận nha. Mình sẽ chơi tới khi nào mà là cái người còn lại không đưa được đáp án, hoặc là đưa ra một cái đáp án mà nó hơi bị vô nghĩa là không được tính nha. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. À, trong 5 giây đó phải đưa ra đáp án. Yes. Đưa nhiều đáp án chừng nào đúng không? Miễn sao mà em cảm thấy cái điều đó có lý. À, ok. Hợp lý là ok. Nha. Xin mời Tân ra đề bài. Lý do. À, thì do dữ đó. Trời, tôi tài quá. Dự thính. Thính phòng. Phòng ngủ. Ngủ nghe. Chết chưa? Nghe ngu. Ngủ nghe nghe ngu. Ngô đồng. Đúng rồi, đưa tiếp rồi. Đồng án. Án mạng. Biết mà, không thấy nào cũng nói từ án mạng luôn. Mạng cùi. Thấy cái mạng cùi đó, tao có mạng cùi để mà lấy mạng cùi tao đâu. Thấy mạng cùi mới đúng chứ coi mạng. À, thường thường người ta nói mạng cùi là nói về wifi chứ không phải là nói về kia. À, mạng cùi cũng được. Trời, sao em dịch ra được hay vậy? Được hết anh. Trời ơi, đầu em. Em đúng là cùi bắp. Em đúng là cùi bắp. Cùi bắp. Bắp. Bắp Mỹ. Mỹ Tho. Thỏ thẻ. Gì thỏ thẻ? Người ta chỉ có thỏ thẻ thôi không? Người ta chỉ có thỏ thẻ thôi chứ không có thỏ thẻ. Không ngờ trong lúc lâm chung tôi đưa ra một cái chữ mà làm cho bạn chết ngất. 5. Ủa không được hả? Không. 4. 3. Thò đồ. Thoa, cái đó là thoa. Thò, mình kêu ta là Mỹ Thò. Thì đó. T-H-O. 3, 2, 1, hết giờ, từng thua. Không biết thò gì luôn á. Không biết thò gì luôn á. Thiệt, thò hơi khó.
Rồi bây giờ chúng ta đã có người thắng cuộc trong cái trò chơi nối chữ vừa rồi, ha không? Đây, khách mời của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái phần quà, mà phần quà này không dành cho anh, dành cho bé. Dạ. Ai dành cho bé? Phần quà đến từ Kiện Nhi Offshore. Đó, bé mới 2 tuổi đó anh. Dạ. Trời ơi, Kiều Nhi mà sao đứng cao gấp đôi tôi vậy trời. À, cảm ơn bé Nhi. Bé Nhi. Đây, phần quà dành cho bé ở nhà, thấy không? Là Kiện Nhi Offshore, ăn ngon, ngủ khỏe, bé sẽ thông minh. Đó. Rồi, cảm ơn bé Nhi nha. Và các bạn khán giả thân mến, chương trình Các Ông Bố Nói Gì được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Các bạn có thể xem lại chương trình ở cổng YouTube của MCV Media nha, hoặc là cổng thông tin Love TV. Và cũng đang xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Kiện Nhi Offshore, trị chứng biến ăn, chán ăn do tiêu hóa kém, đổ mồ hôi trộm, là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OBC đã tài trợ chương trình này. Còn bây giờ thì Ngọc Trai, Tấn, Lê Khánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.